Rồi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tự học Tarot cùng Thu Anh, và mình là Thu Anh. Mình ở đây để đem đến cho bạn những bài giảng ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu nhất về bộ môn Tarot cũng như là các bộ môn bói toán, huyền học, tâm linh khác. Và trước khi đến với bài giảng ngày hôm nay, đấy là sự kết hợp giữa lá bài Emperor và bộ Xu, thì các bạn đừng quên là có thể đặt lịch xem trải bài riêng với mình qua page Tự học Tarot cùng Thu Anh, đặt lịch xem lá số chiêm tinh qua page Chiêm tinh cổ học, hoặc là đặt mua đá thạch anh vật phẩm phong thủy qua page Tiệm phong thủy của Thu Anh. Tất tần tật link mình để phía dưới phần mô tả. Về bài giảng ngày hôm nay, đó là Emperor và bộ Xu. Thì khi mà mình nhắc đến sự kết hợp giữa Emperor và bộ Xu, thì đặc điểm chung của hai lá bài này, tức là một lá Xu và lá Emperor, đó là cả hai đều rất vững vàng. Và thực tế, trong bốn bộ ẩn phụ thì bộ Xu là bộ thực tế và vững vàng nhất. Giống như là nhóm đất, các cung hoàng đạo đất vậy. Có cái gì đấy rất thực tế, rất ổn định. Dùng từ ổn định nha. Và ông vua cũng là một người ổn định. Vua không thể thất thường được, vì nếu mà bạn thất thường thì bạn sẽ không thể làm vua, bạn sẽ không thể cai quản điều hành đất nước. Rồi, bây giờ đến với từng lá Emperor và một Xu. Sự kết hợp này cho thấy có thể có dự án công việc mới, dự án tài chính mà liên quan đến sếp, đến lãnh đạo. Có thể bạn cùng cha, cùng lãnh đạo, cùng mentor của mình hợp tác làm ăn chung, hoặc bạn trở thành sếp trong cái dự án công việc mới. Với hai Xu, sự kết hợp này cho thấy bạn đang ở vị trí lãnh đạo, vị trí cao, có chức quyền, có địa vị, nhưng có thể bởi vì vậy mà chưa cân bằng được thời gian, năng lượng, chưa sắp xếp được công việc một cách gọn gàng nhất. Có thể bạn vừa lên chức, bạn vừa được thăng chức và bạn bị ngợp trước một loạt công việc mới, đầu việc mới, trách nhiệm mới, trọng trách mới. Với ba Xu, sự kết hợp này cho thấy bạn đang làm việc nhóm và trưởng nhóm là người khá khó tính, cứng nhắc. Đấy, hoặc là bản thân bạn đang làm trưởng nhóm cho một cái nhóm công việc nào đó. Và bạn khá là khó tính, cứng nhắc. Với bốn Xu, sự kết hợp này có thể nói về một kẻ độc tài, một người lãnh đạo từ chối chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm hoặc không muốn nhường ghế, nhường chức quyền cho người khác. Một người giữ khư khư chức vụ của mình. Vâng, và nếu mà bạn đi làm thì đôi khi chúng ta sẽ gặp những trường hợp như thế. Với năm Xu, sự kết hợp này cho thấy bạn đang ở trong tình trạng khổ sở, thiếu nguồn lực, nghèo đói, và có thể là bạn bị như thế này là bởi vì một người mang năng lượng người cha, một người mang năng lượng người sếp khiến cho bạn trở nên khôn đốn. Đôi khi bạn đi làm và kẻ thù của bạn chính là sếp, những người mang hình tượng người sếp, sếp quản lý cấp cao của bạn. Với 6 Xu, sự kết hợp này cho thấy một người sếp, người lãnh đạo khá dịu dàng và thích giúp đỡ người khác. Nhưng mà bạn phải hiểu sự giúp đỡ của 6 Xu luôn đi kèm cái cân, tức là luôn mong cầu người khác giúp lại mình. Sau này người ta giúp lại, hoặc là cái sự giúp đỡ này là có tính toán. Tôi giúp họ thì có thể là họ không giúp lại tôi, nhưng mà từ đó khiến cho hình ảnh của tôi được cải thiện chẳng hạn. Với 7 Xu, sự kết hợp này có thể là lời động viên dành cho bạn. Hãy chăm chỉ, nỗ lực, kiên nhẫn, rồi bạn sẽ được sếp hoặc được cấp trên để mắt tới. Hoặc cứ chăm chỉ đi, rồi bạn sẽ được thăng tiến. Với 8 Xu, sự kết hợp này cho thấy một người sếp, người cha, người lãnh đạo khá hướng nội và thích làm việc một mình, không thích tương tác nhiều với cấp dưới. Đấy. Với 9 Xu, sự kết hợp này cho thấy một người vừa có địa vị, có chức quyền, có tiền bạc cửa cận. Có nghĩa là vừa có chức quyền lại vừa giàu có. Đôi khi có những người họ có chức vụ nhưng họ không quan tâm đến tiền bạc, nhưng mà sự kết hợp này cho thấy có tiền và cũng yêu, có quyền và cũng yêu tiền. Đấy. Hoặc là đôi khi cái sự kết hợp này cho là lời khuyên dành cho bạn, đấy là bạn đang quá thỏa mãn với hoàn cảnh, tình hình tài chính hiện tại và cần nghiêm khắc hơn với các với chi tiêu của mình hoặc các mục tiêu mới để cải thiện bản thân, để cải thiện cái tình hình tài chính hiện tại.
Thỏa mãn không có nghĩa là nó sẽ luôn tốt như thế, nên là bạn cần nghiêm khắc hơn với bản thân. Với 10 xu, sự kết hợp này cho thấy có thể bạn hoặc Quarren hoặc người được hỏi đến từ một gia đình gia giáo nghiêm khắc đầy đủ về mặt vật chất, nhưng không khí gia đình luôn có phần ngột ngạt, bí bách, chịu nhiều kiểm soát, là kiểu gia đình mà người ngoài nhìn vào thấy rất là đẹp. Thấy rất là đẹp, thấy rất là viên mãn hạnh phúc ở trong ngôi nhà to, giàu có. Nhưng mà người cha rất là gia trưởng, hoặc là trong nhà có một người mang năng lượng Emperor, có thể là cha hoặc có thể là mẹ của bạn. Đôi khi mẹ của bạn lại là người độc đoán và gia trưởng. Với cậu bé Su, sự kết hợp này cho thấy một cơ hội công việc mới được đem đến cho bạn, và người đem đến có thể là sếp, là mentor của bạn. Cơ hội vật chất này thì nhìn chung là khá là nhỏ, không không phải là cơ hội quá lớn, vì dù sao thì cái cấp độ của cậu bé của tiểu đồng cũng khá là thấp so với 4 cấp độ hoàng gia. Không phải khá là thấp mà là thấp nhất. Cũng tương tự như cậu bé Su thì hiệp sĩ Su cũng là cái việc là một cái cơ hội công việc mới được đem đến cho bạn và được đem đến bởi Emperor. Đấy. Thì cái cơ hội này có thể to hơn cơ hội của cậu bé Su một chút, và thường là cái công việc mà liên quan đến các cấp độ hiệp sĩ nó có phần nhanh hơn, bởi vì bạn phải hiểu là hiệp sĩ là sẵn sàng, lúc nào cũng sẵn sàng trong tư thế chiến đấu, chứ không như tiểu đồng có thể vui chơi cả ngày. Với Queen Su thì bạn phải hiểu mỗi lần mà ra Queen Su, Nữ Hoàng Su thì bạn hình dung ngay đến lá bài The Empress, vì Nữ Hoàng Su và The Empress, lá hoàng hậu có năng lượng khá là giống nhau, đều là nữ hoàng của đất. Đấy, thế nên là hai cái lá này thì cũng không có khác gì đặt Emperor cạnh The Empress. Đấy, thì nhìn chung với sự kết hợp này có thể cho thấy là một nguồn năng lượng khá là cân bằng giữa nam tính và nữ tính, vừa biết kiểm soát lại vừa biết nuôi dưỡng, hoặc là một người sếp, người lãnh đạo khá cẩn thận và biết cách quản lý tài chính của bản thân cũng như quản lý tài chính của doanh nghiệp, công ty. Với King Su, vua Su, sự kết hợp này cho thấy một người đàn ông khá là giỏi, có địa vị, quyền lực và cũng có nhiều tiền bạc của cải. Cả hai đều là vua. Năng lượng cả hai đều là vua và đều khá cứng nhắc thực tế, bảo thủ. Su là một nguồn năng lượng như thế. Rồi thì đó là sự kết hợp giữa Emperor và bộ Su, ngắn gọn vậy thôi, bởi vì chúng mình không có câu hỏi cụ thể hay ngữ cảnh cụ thể. Và chúng mình trong một trải bài mà nếu bạn chỉ có hai lá như vậy thì thường là một trải bài bạn sẽ không không rút hai lá, đúng không nào? Bạn sẽ không bao giờ dừng ở hai lá, thường chúng mình sẽ rút nhiều hơn. Có những cái trải bài mà mình thấy mọi người rút đến tận 10 lá, mặc dù nhiều đấy không cần thiết lắm. Rồi nhưng mà qua đây mình mong có thể giúp các bạn phần nào hiểu được cách kết hợp hai lá bài với nhau. Đấy, và đôi khi là hai lá bài đến kết hợp với nhau, mình chưa nói được rõ ý nghĩa, chưa nói được nhiều thứ mà mình cần phải xem những lá đi đi kèm, đi cạnh. Thì đó là bài giảng ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc bạn buổi tối vui vẻ và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách ấn like, theo dõi và bình luận giúp tăng tương tác cho kênh nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bye.